Thì ấn tượng có cái đi dạy gì mình nằm á thì bắt đầu đè nó không không vào nó ngồi vú. Trời ơi. Mẹ thân thiện với cái tưởng đâu mẹ nhà xong rồi về là được thì cứ khai thác mình sử dụng. Rồi thí dụ mà em vô nấu bữa đó cả nhà đói tội nghiệp thôi ăn bận. Bữa nào có nồi thử bữa nào mình trổ tài bữa không được hả? Có nấu bữa rồi. Nấu bữa làm sao? Xong mình đem ngay cho heo ăn luôn. Mới đầu tiên thì nó dẫn về thì mình thấy con dâu nó bé quá à. Bé hả? À, nhỏ đồ... mẹ nhỏ. Nhỏ. Dạ. Dầu thành ra ấy cũng để đó đi. Dầu sao nó dẫn gì nữa thì thôi nó chịu thì mình trao luôn chứ còn gì nữa. Chị có nhớ cái lần gặp đầu tiên với mẹ chồng của chị không? Dạ nhớ dễ gì quên. Trời ơi trời, 2012 rồi mà tóc tém nhật heo mà mặc áo bà ba mà ấn tượng á, là hàm răng quá trời đẹp, lúc đó năm mấy tuổi hàm răng đẹp dễ sợ á. Trời trời nữa, mình năm mấy tuổi có được đẹp vậy không? Không, sau này mới phát hiện răng giả. Có một bài hát là Hồng Ngự mang tên em á, hay lắm, em có biết bài đó không? Dạ thuộc luôn. Trời ơi, hay quá. Ôi. Hát giới thiệu về bài hát thôi. À, năm nay thì cũng hên đó là mới vừa kỷ niệm 200 năm Hồng Ngự xong thì cảm thấy là ở ké Hồng Ngự nhưng mà tự hào. Nhưng mà cũng quất được một khúc. Một khúc đi coi. Tôi có người yêu mang tên Hồng Ngự. Dạ hết thù rồi. Trời gì quá vậy? Thì ấn tượng có cái đi dạy gì mình nằm á thì bắt đầu đè nó không không vào nó ngồi vú. Trời ơi. Vậy? Kiểu như là hồi nhỏ lớn á, em bị ghiền băng vú. Xong rồi cái nói chung là mẹ thân thiện với cái tưởng đâu mẹ ở nhà xong rồi về là được thì cứ khai thác mình sử dụng. Hai mẹ con chắc hợp nhau dữ lắm ta. Quần áo thời trang có hợp không? Không hợp. Ủa sao? Nó mua đen còn tôi đâu có mua đen đâu. Không giúp mẹ mua đen luôn, mua đen có mình vậy. Em nói anh hả, mua xong á mẹ nói để đóng nữa đó, mẹ có mặc đâu, mẹ nói mặc uổng với lại mặc kỳ quá, thấy ngay 2017 rồi mà mặc áo ba suốt quần ống chà bá vậy đó. Sau rồi cái nói thôi mẹ ơi mẹ mặc quần tây đi, áo sơ mi hoặc là áo thun này kia, không mấy mẹ mặc váy đi. Mẹ nói mày tào lao mày quá, mặc quần ống sao tao mặc được, lạnh lắm. Là chân không, mua đồ về chân không. Quần ống nó lạnh lắm hả? Là cái ống nó rộng quá hả ba? Ống rộng là cái váy á, có ống một đó. À trời ơi. Rồi mẹ chồng nấu nướng không mà con ít có nấu đó hả? Không, em đâu có cơ hội đâu, vô bếp bếp của mẹ mà thì để mẹ làm chứ vô nhiều khi chất quá kỳ. Với lại thường là mẹ em nấu ăn ngon lắm. Rồi thí dụ mà em vô nấu bữa đó cả nhà đói tội nghiệp thôi ăn phận. Bữa nào có nồi thử bữa nào mình trổ tài bữa không được hả? Có nấu bữa rồi. Nấu bữa làm sao? Xong mình đem ngay cho heo ăn luôn. Trời ơi. Trời ơi. Không mà tính ra con với vú cũng hợp vụ ăn uống chứ bộ. Ví dụ như nấu ăn là hai mẹ con hợp, tức là mẹ thích nấu còn em thích ăn thì em nghĩ đó hợp. Có một lần vô tắm mới vô nhà tắm đóng cửa cái kình có 30 phút mà ba đập cửa đùng ý mẹ có sao không sao vô rồi coi bệnh này xỉu chóng luôn hay gì vậy con. Xong cái mở cửa ra là đầu gọi mới có phân nửa chưa xả nữa. À, nói chưa con mới tắm xong chưa gọi đầu xong, chờ chút xíu nữa là 20 phút nữa ra. À, nó là hơi chậm. Rồi thêm cái nữa là mẹ gì cũng khéo léo hết trơn á. Còn chị thì hơi vụng về, hơi hậu đậu chút xíu. Còn lần á là đi chở mẹ đi chơi. Cũng tổ chức 20 tháng 10 này kia đồ. Nhưng thấy dụ dỗ mẹ đi chơi bời cà phê cà pháo này kia, tóc tai này kia đồ. Xong có lần đó chở đi về. Xong cái đường nhà em là cái thang xuống gì nè. Cái đường cũng khó. Xong mà chở ở đó giờ mẹ, ba, rồi anh chồng em cũng vậy, nó không dám chở xuống. Từ đó em đẩy xuống luôn. Chở từ ở trên lộ mà xuống dưới nhà hang gọn hơ luôn. Mẹ nằm gọn trong bụi mía luôn. Tới bây giờ luôn. Mẹ chồng này dễ thiệt là dễ luôn. Nằm gọn bụi mía vậy có la gì không? Đâu còn hơi đâu la, lúc đó là đuối rồi. Ủa là chồng không có nói gì không? Đâu có gần đâu, nói ở xa. Tức là ở chung tỉnh nhưng mà hai đứa công tác, tức là hồi trước là hai đứa quen là ở Tháp 10. Ừ. Xong rồi cái vụ em chuyển về Hồng Ngự, cái chuyển dọc đường sau làm như nặng quá cái rớt ổng xuống, ổng ở lại Tháp 10. Rồi em về Hồng Ngự em dạy, xong rồi mỗi lần mà hai mẹ con mà có chuyện vui chuyện buồn gì á thì ổng đâu có can thiệp được, xa quá mà. Với lại chồng em ít nói lắm. Ủa chồng ở Tháp 10, vợ ở Hồng Ngự, về bao lâu mới gặp một lần?
Hồi trước thì hồi em chưa chuyển về thì tháng về nhà 1 lần. Mà từ hồi em về cái tự nhiên phong thủy tốt rồi vậy, từng nào cũng về hết trơn á. Mẹ nói nhờ nghiến về xong lắng nó mới về được. Trời ơi, tuần mới về 1 lần hả chị? Dạ, giờ xưa hơn nữa rồi, giờ tới 3 tuần hoặc 1 tháng mới về 1 lần. Trời, tại công việc nhiều vậy làm tới thứ bảy lần, thứ bảy là tới chiều tối mà về được có ngày chủ nhật, đâu liếm láp gì được, thôi ở dưới luôn đi. Có khóc là khi mà chuyển trường về á, xa chồng cái ngồi ở trước khóc, cái mẹ nói thì mày ủng đồ mày đi gì dứ luôn đi, mày chuyển ngược gì dứ đi, là khóc nhớ chồng chứ không có khóc vì mẹ. Tại mẹ lên em lấy ăn khen mẹ hoài cũng kỳ quá, mẹ tuyệt vời lắm. Đi về hoài mà không tuyệt vời hết chưa. Nhưng mà đó giờ có một chuyện mà con giấu 5 năm mà con không dám nói chồng con cũng không biết nữa đó. Mà sợ nhiều khi nói ra, nay nói xong biết cuộc sống nở qua hay cuộc đời bế tắc. Mà mẹ hứa là mẹ không giận con đi, rồi mẹ trả tiền xe cho con về bữa nay đi con mới nói. Mẹ hứa đi. Hứa. Là lần đó là nhà đám giỗ. Cái mẹ có mấy cái, có một cặp nồi đen, nồi đó mua sau hồi lúc mà Hòa Bình tới giờ á. Cái tật thì hay hậu đậu, cái bữa đó âm thầm lặng lẽ ra dẹp đồ này kia, đồ lăn mà. Xong cái đứng lên cái trúng cái nồi á, bể nồi. Cái chết rồi, sao vợ nồi quý lắm. Cái âm thầm lặng lẽ phóng vô buồn ngủ tới sáng luôn. Cái bảo, trời đất ơi, con mèo âm binh nào nó làm bể cái nồi của tao. Rồi sao là giá được, nó bể bánh chành hết rồi. Im luôn, trời con mèo kỳ quá ha mẹ, tự nhiên nồi bể luôn. Nay khai mẹ con là không, tao thua. Tao thua luôn. Dâu nó có tật xấu gì mà chưa bao giờ kể ra nghe không cô? Nó có tật xấu là đi đâu bỏ tiền, đi đâu giục tiền, tôi mắc đi theo nó. Nó đưa tiền thì nó đi mua đồ hở giục xịt tay không gì, đâu có mua gì đâu. Ủa sao kỳ vậy? Hậu đậu dữ vậy trời. Quên, nó tưởng đâu cầm rác hay giấy gì đó liền luôn mà Tết. Có hồi năm rồi đó là 2016, Tết 2016 á, là trường em tổ chức thi nấu ăn nguyên quyện luôn, nguyên ngành. Cái đâu biết nấu đâu, cái nói mẹ chỉ con món gì mà đơn giản nè, hiệu quả nè mà ngon, lặn đạt á, thì mẹ chỉ nha. Cái bắt đầu mẹ nói không, mày làm cá hấp đi con, ở Hồng Ngự mình là nuôi cá nhiều lắm, mới nuôi làm cá hấp đi. Thế là nguyên nhà là ăn trong vòng nửa tháng cá hấp núm. Ta nói giờ gặp cá liêu hồng hấp núm là ngán hơi lòi còn cổ. Xong hấp cái xong mẹ chỉ làm rồi, xong rồi tới đó cái quên hấp cá không mà bỏ quên núm ở ngoài. Gớt luôn hả? Chứ không may bỏ núm vô là đậu rồi. Rồi á, mẹ đưa tiền đi chợ mua cá đó là cầm 120 ngàn, xong rồi cầm hồi chạy xe không biết liền đâu mất tiêu. Em tới chợ cái mẹ hỏi là tiền đâu rồi, không biết nữa mẹ, chắc gớt đâu, chạy lại kiếm là người ta lụm mất tiêu rồi. Em mà may, em mà gặp mẹ chồng mà khó chắc khỏi ở luôn quá. Mẹ nhiều khi cũng mong cái mẹ nói này kia, nói thôi giờ gán kiếm đứa, cái mẹ cũng sợ buồn, mẹ an ủi cái nói thôi mẹ không sao đâu, không có con thì con nuôi ba mẹ được rồi, dành trọn tình thương cho ba mẹ, chứ có con nhiều khi nó bị chia sẻ lật lạc mất công mít lòng. Nhưng mà chắc ông lâu quá không về hay sao? Chắc vậy, với lại nhiều khi về cái đầu không có trúng mùa, mất mùa cái đầu nó lâu. À, vậy thì hôm nay hai mẹ con có muốn điều gì nói với nhau, trao đổi một cái gì để mẹ con mình có thể gọi là vui vẻ và sâu sắc cả cuộc đời hay không? Nó thay đổi điều gì? Là thu xếp công việc của nó đó, chú phải lên tiếp mẹ chồng, chứ giờ mẹ chồng quá cực rồi. Thấy chưa, nói chứ cũng cười vậy thôi, chứ cũng cực quá rồi, phụ mẹ chồng chứ chút đừng có hậu đậu nữa. Nói chung là em thấy là mẹ em hoàn hảo rồi, cũng muốn là mẹ nghỉ hưu sớm, tức là đừng nuôi heo nữa. Thì qua chương trình ngày hôm nay thì con muốn mẹ nói với mẹ là thực ra là mấy anh em thì cũng lớn rồi, thì ai cũng có gia đình riêng hết, cho nên là mẹ có lo nhiều thì mấy anh nhiều khi anh thấy như vậy nó không có phù hợp, nên anh chị làm mẹ buồn. Thì bây giờ những cái chuyện buồn đó mẹ bỏ qua đi. Rồi bây giờ hai mẹ con ôm nhau nha, em hứa với mẹ. Nãy mẹ nói cái gì đó, hứa đi. Con hứa với mẹ là nói chung là con sẽ cố gắng sắp xếp công việc, hãy về thực hiện tốt cái vai trò của con, không có để mẹ cực nữa. Còn cái vụ kia không? Còn cái đó là phải duy trì á anh. Còn sống là còn khai thác.
Rồi, dễ thương lắm. Cảm ơn ha. À, hai mẹ con rất là nhiều. Mà gửi một cái kỷ niệm để về mình lâu lâu nhìn nhớ có tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu ha. Chúc mẹ con thật là hạnh phúc nha.